Tôi đọc sách, xem tivi, đọc báo. Đó là việc làm hàng ngày của tôi. Xem tivi à? Hôm nào cũng ở nhà xem tivi, cẩn thận. Xem đến nỗi ngờ ngợt luôn đó. Chị biết lên mạng, biết dùng WeChat không? Phải đi cùng với thời đại. Ai ngờ ngợt chứ? Ngày nào tôi cũng nhảy ở quảng trường. Bùm chát chát, bùm chát chát. Luyện tập sức khỏe. Lão Ninh nhà bà yên tâm thật đó. Còn nhảy ở quảng trường nữa. Ông già ở quảng trường nhiều lắm đó. Mẹ, chị nói cái gì? Tôi đi câu dẫn mấy lão già sao? Chị xem chị kìa, đa nghi thế. Tôi chỉ nói nhiều ông lão nhảy ở quảng trường thôi. Có ai nói ai đi câu dẫn họ đâu. Chị chính là ý đó. Mẹ, mẹ con khẩu xà tâm Phật. Nói chuyện không biết giữ miệng. Mẹ, mẹ đừng để tâm. Hơn nữa chúng ta nhảy ở quảng trường có gì không tốt chứ. Có ông già thích. Nói lên mình có sức hút. Chúng ta tự hào còn không kịp nữa là có phải không. Tiểu Đắc hiểu lòng mẹ thật đó. Nhớ năm đó tôi là một nhà công tác văn nghệ. Khí chất hiện giờ của tôi chính là được luyện từ năm đó. Không giống như một số người chỉ biết đánh bạc trượt, chẳng có chút nghệ thuật nào cả. Ai không có sở thích nghệ thuật chứ? Mẹ, mẹ cũng thật là, sau này chúng ta đừng ngày nào cũng đánh mặt trượt nữa. Nếu có rảnh thì ra quảng trường vận động xương cốt, khỏe mạnh mà. Hơn nữa nếu như có ông lão nào đó thích mẹ, còn có thể tìm cha dưỡng cho con nữa. Thôi thôi, không biết lớn nhỏ. Mẹ con còn xấu hổ kìa. Thôi được rồi, chúng ta ăn đi, nếu không nguội mất. Nào, ăn đi. Cô mẹ à, mã hổ nhà cô có dễ nuôi không? Anh cũng thích chó à? Vợ tôi thích, cho nên hiện giờ tôi thu thập chút kinh nghiệm nuôi chó. Anh tốt với vợ của anh quá nhỉ? Anh Tôn cũng tốt với cô mà. Tôi thấy hôm nào cũng bên cạnh cô. Anh ấy đối xử với tôi. Dù sao anh ấy không thích mã hổ chút nào, chẳng tốt với mã hổ chút nào. Mã hổ thấy anh ấy là sợ. Cô đừng xúc động. Anh Tôn yêu người yêu vật, chắc chắn sẽ tốt với mã hổ. Cô yên tâm đi. Cô à, cô đừng có kén chọn hà khắc như vậy. Nếu không đàn ông tốt như thế nào cũng bị dọa chạy mất đó. Phụ nữ chẳng phải điều tốt vậy sao? Vợ của tôi không như thế. Cô tốt với mã hổ như vậy nói lên cô lương thiện. Rõ ràng cô là tâm Phật, lại ẩn giấu bằng khẩu xà. Thấy anh lúc nào cũng luôn miệng vợ ơi, hai người chắc chắn rất là hạnh phúc có phải không? Hạnh phúc thật. Nhưng mà cũng có chút vấn đề nhỏ. Hai người cũng cãi nhau à? Hai vợ chồng sao không cãi nhau được chứ? Như anh Tôn của cô, chắc chắn không có lo lắng về vật chất. Cho nên có một số vấn đề nhỏ cũng sẽ bị phóng to lên. Tôi và vợ của tôi đều là nhà bình thường, nỗ lực làm việc vì cuộc sống, vì công việc, chắc chắn không cãi nhau vì chuyện nhỏ. Tốt biết là bao nhiêu. Hai người yêu nhau có thể cùng phấn đấu về tương lai. Nghĩ thôi đã thấy ấm áp rồi. Nếu đổi lại là cô chắc chắn sẽ không sống cuộc sống này được. Không đâu, ít nhất có một người đối tốt thật sự với mình. Tôi chẳng có cái gì hết, cũng không cho cô ấy nổi cái gì. Điều duy nhất làm được là tốt với cô ấy và nỗ lực làm việc, nỗ lực vì đứa con sắp ra đời của bọn tôi. Cùng ngồi đây nhé, tôi đi làm việc đây. Đối với tôi, có người toàn tâm toàn ý tốt với mình là quan trọng hơn tất cả. Vợ, anh sai rồi. Điều nghe theo em. Thực ra anh thấy mã hổ làm phù rể của anh cũng được. Mới lạ lắm. Nói không chừng còn lên báo nữa có đúng không? Vừa nãy chẳng phải anh nói mã hổ khiến cho anh mất mặt sao?
Thật ra anh từng nghĩ như vậy. Lúc này chẳng phải là hai bọn mình kết hôn sao? Có liên quan gì đến bạn bè người thân của anh chứ? Thật không? Thật đó. Chồng ơi, ngoan quá. Chồng à, lúc nãy em nghĩ để Mã Hổ làm phù rể của mình thật sự không ổn lắm. Hay là chúng ta tính lại đi. Anh thấy bây giờ là lễ đính hôn, chúng ta còn có kết hôn mà. Bây giờ tất cả đều nghe theo em, đến lúc đó chúng ta kết hôn thì lại bàn tiếp nữa. Chồng tốt nhất. Chị Hinh, hôm nay trang điểm nhẹ nhàng thế. Bạn trai của tôi thích mặc đồ thoải mái. Nghe nói chị yêu công tử của chủ tịch có phải không? Có thật không vậy? Nghe ai nói đó? Lần trước hai người đến khách sạn tham dự hôn lễ của bạn, tay nắm tay cùng đến. Đây là một tin tức đột phá, trên dưới công ty ai mà chẳng biết. Chị Ninh, nghe nói là chị quen với đại gia. Yêu không chỉ là phải nhõng nhẽo, thỉnh thoảng còn phải tỏ vẻ cố chấp. Đại gia thích kiểu này, cảm thấy rất cá tính, rất chân thật. Đúng rồi đó, đúng rồi. Phim thần tượng điều diễn như thế, các cô nhiều chuyện quá rồi. Đến lúc làm bà chủ trẻ của quốc tế Lam Kiều, đừng quên nâng đỡ bọn em đấy nhé. Mong thiếu phu nhân quan tâm. Được rồi, tôi đi nhé. Đi nhé, tạm biệt. Đan Kiều, lúc nãy đợi có lâu không? Vẫn ổn, tôi cũng vừa mới đến. Sớm biết đã để anh đợi thêm chút nữa. Dù sao đợi phụ nữ là thiên chức của đàn ông. Hôm nay cô có chuyện gì không? Hiếm lắm mới thấy cô vui như vậy. À phải rồi Đan Kiều, lát nữa chúng ta đi ăn món Tây đi. Hồng Tiểu Đậu thay đổi khẩu vị lúc nào thế? Thích ăn đồ Tây à? Hôm nay tôi được thưởng, tất nhiên là phải chúc mừng một chút rồi. Cũng không thể ăn canh xương giống anh được. Thì ra là như vậy. Phải rồi Đan Kiều, tôi thấy chúng ta đã quen trong hiện thực. Anh vẫn gọi tên trên mạng, lạ lắm. Hay là như vậy đi, hay chúng ta mau đi từ thế giới ảo quen biết tại hiện thực đi. Anh Triệu Đan Kiều, tôi là Ninh Hinh, sau này mong chỉ bảo. Được, từ giờ tôi sẽ không gọi cô là Hồng Tiểu Đậu nữa, tôi gọi cô là Ninh Hinh. Sau này sẽ chiếu một tin tức giải trí sẽ khiến cho mọi thanh niên văn nghệ cuồng phát. Đoàn nhạc My Little Airport sẽ đến tổ chức tại thành phố của chúng ta. Các fan của đoàn nhạc đã chuẩn bị xong chưa? Vậy mau cướp vé đi thôi. Ôi trời ơi, cuối cùng cũng đến ngày này. Thôi Động tiên sinh, nói với anh một tin vui. Nhóm nhạc My Little Airport sắp đến rồi. Ai trộm mất Thụ Động của mình rồi? Triệu Đan Kiều, Ninh Hinh. Từ nay trở đi, ai chia sẻ niềm vui và đau khổ với mình? Hồng Tiểu Đậu thật sự quan trọng với Thụ Động sao? Có lẽ chỉ là bạn bè qua mạng thôi. Người thật sự đằng sau đó vốn không quan trọng với Thụ Động, bao gồm hỉ nộ ái ố của cô ấy, nhịp tim và nỗi sợ. Vậy Thụ Động với Hồng Tiểu Đậu thì sao? Triệu Đan Kiều với Ninh Hạ thì sao? Quan trọng không? Nếu không tại sao anh ấy lại đi với người khác? Mình sẽ lại thấy cô đơn. Thật sự rất cảm ơn anh Đan Kiều. Cảm ơn anh đồng ý với tôi làm bạn trai giả của tôi.
khiến tôi có thể lấy lại thể diện trong hôn lễ. Chuyện nhỏ mà. Phải rồi, lần trước anh nói công ty gặp khủng hoảng đã giải quyết xong chưa? Phải rồi, đã qua hết rồi. Có lúc tôi thật sự rất mệt mỏi, cho nên thỉnh thoảng trút hết phiền não với cô. Đó là lúc tôi thấy thoải mái vui vẻ nhất. Mỗi lần tôi về nhà tôi thật sự rất mệt mỏi. Được rồi, chúng ta đừng nói tới công việc nữa. Chúng ta nói về phim, âm nhạc và bí mật của nhau đi. Đan Kiều, thực sự chúng ta có thể tiếp tục kéo dài niềm vui này. Đương nhiên, tiền đề là anh cần trở về cuộc sống thực, từ thế giới ảo. Mấy hôm trước tôi đến một quán bar âm nhạc, lại nghe Perfect Day. Thật sự quá trùng hợp. Anh thích quán bar âm nhạc sao? Tôi thấy ồn lắm, tôi không thích. Tôi nói Perfect Day, lại có người nhớ bài hát cũ này. Hoài niệm, nói sao nhỉ? Tôi thấy đây là trào lưu, cách mấy năm sẽ phổ biến một lần. Chẳng phải là cô thích nhạc này sao? Phải rồi, Đan Kiều, tôi còn có một việc rất quan trọng, quên nói cho anh biết. Hiện giờ tôi đã chuyển đến văn phòng của chủ tịch làm việc. Anh nói duyên phận giữa con người có phải là rất kỳ diệu không? Lần này tôi nhất định sẽ cố gắng nhanh chóng nhận được sự công nhận của chủ tịch. Sự công nhận của Bảy quan trọng đến thế sao? Đương nhiên rồi, Bảy là chủ tịch của tôi. Quan trọng hơn là Bảy còn là mẹ của anh. Đan Kiều, nói thật, anh thích tôi trên mạng hơn hay là tôi trong hiện thực hơn? Trên mạng, ấn tượng cô đem đến như một đốm lửa, như là một cô bé đầy ắp nhiệt huyết với sự nghiệp. Nhưng cô trong hiện thực lại lý trí hơn, suy nghĩ và độc lập hơn. Nếu anh biết trong cuộc sống thực có quá nhiều áp lực cạnh tranh, cho dù nội tâm tôi là một cô gái cũng không còn cách nào. Tôi phải dùng vẻ ngoài kiên cường để che giấu bản thân, cho dù nội tâm tôi vẫn là một cô bé. Thế à? Nhưng tôi vẫn không thể hoàn toàn kết nối cô với Hồng Tiểu Đậu. Tôi tin qua một thời gian tìm hiểu, anh nhất định sẽ hiểu về con người thật của tôi. Đan Kiều, Kính Nghiêu, trùng hợp vậy, lại gặp mặt rồi. Cô Ninh cũng ở đây sao? Hai người là gặp gỡ bạn qua mạng à? Sếp Phùng, hiện tôi và Đan Kiều đã không còn là quan hệ qua mạng nữa. Là quan hệ yêu đương à? Chúng tôi vẫn đang nỗ lực theo hướng đó. Vậy chúc mừng cậu, Đan Kiều. Cô Ninh là một cô gái tốt. Nhưng mà tôi nhắc nhở cậu, quá khứ hãy để cho nó qua đi. Đừng để tình cảm của quá khứ trói buộc bản thân. Có đúng không? Tôi có bạn, tôi đi trước đây. Được. Đan Kiều, điều vừa nãy anh Phùng nói, thoát khỏi trói buộc của quá khứ, là ý gì vậy? Đan Kiều, tôi thật sự muốn biết Thụ Động tiên sinh có phải nên tiết lộ hết bí mật cho Hồng Tiểu Đậu biết không? Xin lỗi, hôm nay tôi không thể tiễn cô. Đằng trước có ngã tư, tôi cho cô xuống ở đó, cô tự bắt xe về nhé. Đan Kiều, anh làm sao vậy? Tôi quan tâm đến anh, tôi mong anh kể hết những chuyện không vui với tôi. Tôi có thể cùng gánh với anh, như vậy là sai sao? Xin lỗi, chỉ có thể tiễn đến đây thôi.
Chị, đến muộn thế, có chuyện gì vậy? Không có gì, sao lại đến tìm em? Chị còn định hôm nay ở lại chỗ của em. Thật sao? Thích quá. Sao vậy? Muộn như vậy, không ngủ còn làm gì vậy? Em cũng đang chụp ít ảnh để làm tư liệu, thu dọn một chút. À phải rồi Tiểu Hạ, trước đây em nói chuyện với Thụ Động tiên sinh, có nhắc đến tình cảm trước đây của anh ta không? Không. Tại sao chị lại hỏi cái này? Hôm nay ăn cơm với anh ta lại nói về chủ đề này, chị nhất thời không đáp được. Hôm nay hai người gặp mặt à? Chủ yếu là muốn cảm ơn anh ta, trước đây giả làm bạn trai của chị, cho nên chị mời anh ta ăn bữa cơm. Tiểu Hạ, hai người trước đây nói chuyện, nói về chủ đề gì? Tụi em nói về phim, nhạc. Nói thật đi, em có thích anh ta không? Cho dù là Thụ Động tiên sinh hay là Triệu Đăng Kiều. Nói đi. Thật sự em khá dựa dẫm anh ấy. Cho dù là chuyện vui hay là chuyện buồn, em đều chia sẻ với anh ấy. Anh ấy là người hiểu em nhất. Bí mật gì em cũng nói cho anh ấy biết. Nhưng khi em biết Triệu Đăng Kiều chính là Thụ Động tiên sinh, em thật sự sợ chết khiếp. Bởi vì Thụ Động tiên sinh là người ấm áp như vậy, nhưng mà Triệu Đăng Kiều lại là một người lạnh lùng. Nhưng mà khi tiếp xúc lâu thì em mới phát hiện Triệu Đăng Kiều thật sự giống y hệt như Thụ Động tiên sinh. Vẫn là bạn à? Nói như vậy rốt cuộc có thích hay không? Chị hỏi làm gì? Em cũng không biết nên nói như thế nào. Chị thấy là chị thích anh ta, đặc biệt là qua tiếp xúc thời gian này, chị thấy chị càng ngày càng thích anh ta. Cho nên Tiểu Hạ, chị cần dùng thân phận Hồng Tiểu Đậu tiếp tục nhường cho chị nhé. Cần phải cho chị tài khoản và mật khẩu ở app điện thoại để chị hiểu anh ấy thêm. Chị à, tình cảm không phải là thứ tùy tiện, sao có thể nói nhường là nhường. Chị đã nghĩ kỹ rồi. Mấy năm nay chị lãng phí quá nhiều thời gian, quá nhiều thanh xuân với Tùy Nhi. Chị không để ý anh ta nghèo, cũng không để ý anh ta không có bản lĩnh. Nhưng mà kết quả thì sao? Chị chẳng có gì cả. Nếu đã như vậy, thà rằng tìm một người có điều kiện tốt, sau khi kết hôn lại có thể khiến người khác ngưỡng mộ. Trước mắt Triệu Đăng Kiều là lựa chọn tốt nhất. Cho nên Tiểu Hạ, em nhất định phải ủng hộ chị. Chị thật sự thích anh ấy không? Thích chứ. Vậy anh ấy có thích chị không? Hiện giờ thì không chắc chắn, nhưng mà sau này chắc chắn có. Chị, em nói nhiều bí mật với anh ấy như vậy, những bí mật này đều là của em. Chị không thể lấy hết cuộc đời và bí mật của em được chứ. Điều này thì có liên quan gì đến cuộc đời? Chị chỉ cần nội dung chat thôi. Như vậy chị có thể hiểu anh ấy nhiều hơn, cũng khiến anh ta tin tưởng chị nhanh hơn. Có gì không? Chị à, em biết chị chịu đả kích rất lớn, nhưng mà chuyện này rất quan trọng đối với em, chị có biết không? Em không muốn nói nữa, em ra ngoài đi bộ. Tiểu Hạ, Dương Lộ Lộ, em có yêu anh không? Anh biết, mấy năm nay em vẫn luôn thích anh. Nhưng anh là một tên nghèo kiết xác, anh không có nhà, không có xe, cũng không thể cho em hôn lễ trang trọng. Nhưng chỉ cần em bằng lòng, chúng ta hiện giờ đi đến sân khấu hôn lễ. Dương Lộ Lộ, em bằng lòng lấy anh không? Tôi xin giới thiệu, vị này là Triệu Đăng Kiều, bạn trai của tôi. Chào mọi người. Cảm ơn. Chúc mừng, chúc mừng. Chúc hai người bách niên giai lão, sớm sinh quý tử.
Làm sao mang theo hỗn loạn, vết thương và ký ức giống như con người mới, bắt đầu lại từ đầu đây? Thụ Động tiên sinh, chào buổi tối. Hôm nay câu tôi muốn hỏi là, khi không có nút làm lại cuộc đời, chúng ta rốt cuộc bắt đầu lại như thế nào? Chị thấy chị thích anh ấy, cho nên Tiểu Hạ, chị cần dùng thân phận Hồng Tiểu Đậu tiếp tục nhường cho chị, chi bằng chị tìm một người có điều kiện tốt, sau khi kết hôn có thể kết hôn khiến người khác ngưỡng mộ. Trước mắt Triệu Đăng Kiều là lựa chọn tốt nhất. Cho nên Tiểu Hạ, em nhất định phải ủng hộ chị. Thụ Động tiên sinh, trần gian là mây khói, có bao nhiêu lần sai lầm vô tội mới có thể rũ hết đau thương ở trong lòng, có thể ngẩng cao đầu ngắm trăng sáng. Ngắm như vậy thì sẽ quên thôi. Hồng Tiểu Đậu, khoảng cách lớn nhất trên cuộc đời không phải yêu, không phải hận, mà là người quen thuộc dần dần trở nên xa lạ. Cô ở đây làm gì? Tôi đến để phỏng vấn. Có phải anh thấy anh vừa mắng tôi khóc không? Bây giờ tôi lại giúp anh, anh thấy ngại có phải không? Nhưng tôi còn có chuyện khác, đây là mệnh lệnh, không phải là bàn bạc với cô. Không có, nhưng nhớ lấy. Được, dù sao cũng là bán thân cho Triệu Lục gia. Cô nói cái gì? Nói to lên. Ninh Hạ, tôi muốn xin lỗi cô. Tôi mong cô quay về máy quay làm việc. Cô dám thì sao chứ? Điện thoại ở chỗ của tôi. Làm như vậy tôi không đưa cho anh. Tôi đang ướt mưa đó. Tôi mặc kệ. Đưa dù đây, nhanh lên. Thụ Động tiên sinh, tạm biệt. Thụ Động tiên sinh, tạm biệt. Chị đã nghĩ kỹ, mấy năm nay chị lãng phí quá nhiều thời gian, quá nhiều thanh xuân ở bên Tùy Nhiên. Chị không để ý anh ta nghèo, không để ý anh ta không có bản lĩnh, nhưng kết quả thì sao? Chị chẳng có gì cả. Nếu đã như vậy, thà rằng chị chọn người có điều kiện gia đình tốt, sau khi kết hôn lại có thể khiến cho người khác ngưỡng mộ. Trước mắt Triệu Đăng Kiều chính là lựa chọn tốt nhất. Cho nên Tiểu Hạ, em nhất định phải ủng hộ chị. Chị, mật khẩu áp điện thoại là 2046. Cảm ơn Tiểu Hạ, yêu em. Sáng sớm cậu chạy đến chỗ tôi là để nói với tôi mấy chuyện này à? Tôi thấy cậu nghĩ quá nhiều rồi. Thế giới ảo và thực vốn rất khác biệt.
Tôi chỉ thấy cô ấy không giống ở trên mạng. Hồng Tiểu Đậu ở trên mạng là một cô gái nhạy cảm tinh tế, mà trước mắt tôi thì cô ấy lại là một kiểu khác. Người ở trên mạng vốn cần phải ngụy trang, đây là chuyện rất bình thường. Được rồi, cậu đừng nghĩ đến vấn đề của cậu nữa, trả lời mấy câu hỏi của tôi trước đã. Tình trạng bệnh lần trước của cậu xuất hiện vào ngày nào? Cậu có thể đừng cứ lần nào tôi qua cũng nói về chuyện bệnh tật có được không? Xin cậu hãy chú ý cảm nhận của khách hàng một chút. Tôi là bác sĩ, không phải là bán bảo hiểm. Tôi cần khách của tôi khỏe mạnh. Cậu vừa không nhìn thẳng vào tình trạng của cậu, lại không chịu uống thuốc đúng giờ, lại không đến kiểm tra đúng giờ. Bệnh tình của cậu làm sao mà tốt lên được chứ? Thụ Động tiên sinh, chào anh. Anh có từng nghe một nhóm nhạc gọi là My Little Airport, sân bay của tôi? Cái tên dễ thương quá có phải không? Đây là một trong những nhóm nhạc mà tôi rất thích, luôn thấy họ hát về cuộc sống của tôi. Nếu như ngày nào đó họ đến mở chương trình, tôi nhất định sẽ đến xem. Thụ Động tiên sinh, anh đang bận sao? Chi bằng nghỉ ngơi một chút, nghe một bài hát đi. Thiếu gia, xem cái gì thế? Tôi hỏi cậu, lần trước sau khi uống thuốc có xuất hiện phản ứng gì không, hoặc là có tác dụng phụ gì không? Thiếu gia, thiếu gia, nhìn cái gì thế? Tôi đang nói chuyện với cậu đó. Buổi biểu diễn của nhóm nhạc do Quốc tế Lam Kiều viện trợ, khách sạn chính là ở Quốc tế Lam Kiều. Lẽ nào cô ấy không biết? Hiện giờ tôi có việc phải đi. Đợi đã, sao lần nào tôi nhắc đến bệnh hoặc là uống thuốc cậu đều có thái độ này? Được rồi, được rồi, tôi sẽ nhớ uống thuốc. Gặp lại sau nhé, tạm biệt. Này, này, Đan Kiều, tôi còn chưa đọc tạp chí. Đan Kiều, cậu gọi Ninh Hinh. Tôi có việc muốn tìm cô ấy. Tôi đợi ở sảnh lớn. Dân. Đan Kiều, anh đến tìm tôi mà sao không nói trước vậy? Anh đến tìm tôi không phải để tặng tôi cuốn tạp chí này chứ? Nghe nói nhóm nhạc My Little Airport ở Quốc tế Lam Kiều. My Little Airport? Đây là nhóm nhạc à? Nhớ ra rồi. Một trong những bên đầu tư cho nhóm nhạc này là Quốc tế Lam Kiều. Hơn nữa lúc họ biểu diễn sẽ ở Quốc tế Lam Kiều. Vậy cô có muốn xem không? Anh không phải là fan của họ chứ? Được rồi, nếu như anh thích tôi sẽ đi cùng anh. Đan Kiều, vào đi. Sao lại là cô? Sao cô ấy không đưa cà phê cho tôi? Ninh Hạ có dự án của mình, cô ấy bận lắm, không thể cứ mua cà phê cho anh. Cho nên công việc này đều do tôi làm. Gần đây cô ấy có dự án, chính là dự án của Mễ Thất Nguyệt, chẳng ai muốn nhận. Ninh Hạ liền nhận. Tôi đi trước đây.
Ninh Hạ, tôi đi trước đây. Tạm biệt. Tiểu Trịnh, đi in tài liệu này. Vâng ạ. Ninh Hạ, mấy hôm nay làm chuyện gì sai trái mà lúc nào cũng trốn tôi? Tôi chẳng làm gì sai, làm gì phải trốn sếp chứ? Cô còn biết tôi là cấp trên của cô sao? Đúng thế, nếu không ai phát lương cho tôi? Cô nghe tôi nói, dù mẹ thất nguyệt, cô tạm thời đừng có làm nữa, quá lãng phí thời gian. Cô về công ty, tôi còn có việc khác cần cô hơn. Đừng, tôi thấy vụ này tốt mà. Mặc dù hơi phiền, nhưng đây là vụ lớn, có thể quảng cáo cho chúng ta. Sếp đừng quá lo lắng, tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi còn có việc, tôi đi trước đây. Chủ tịch, tôi thấy... Sao thế? Sao lại ấp a ấp úng thế? Có gì mau nói đi. Có lẽ do nguyên nhân Đan Kiều và Ninh Hinh đang qua lại, số lần cậu ấy đến quốc tế Lam Kiều cũng hơi nhiều lên. Cô bảo phòng quảng cáo làm phương án. Quốc tế Lam Kiều của chúng ta chuẩn bị làm quảng cáo mạng cho MyWay. Dự án này cứ giao cho Ninh Hinh, bảo cô ta theo MyWay. Vâng, thưa chủ tịch. Thụ Động tiên sinh, chào buổi sáng. Mặc dù chúng ta đã gặp nhau trong hiện thực, nhưng mà để tiếp tục duyên phận kỳ lạ của chúng ta, bây giờ tôi sẽ khôi phục thân phận Hồng Tiểu Đậu, chat với anh qua app. Tôi có một tin vui muốn nói cho anh biết, nhưng mà hiện giờ không thể nói. Hôm nay sẽ cho anh một bất ngờ. Đợi đã. Tiểu Hạ, chào buổi sáng. Cô giữ lịch sự nơi công cộng có được không? Tiểu Hạ, tôi nói cô này, cô ở nơi công cộng, tùy ý hắt xì hơi, phải thay đổi rồi. Làm phụ nữ phải thần bí, phải có thần thái. Cái tật này của cô thật là... Tôi còn cách nào khác? Mũi của tôi rất nhạy cảm, vừa ngửi thấy mùi nước hoa tôi liền... Là mùi nước hoa trên người của tôi sao? Đàn ông còn xịt nước hoa gì chứ? Long trọng giới thiệu bánh ngọt vị hạt dẻ. Tôi trịnh trọng tuyên bố qua nhiều lần thất bại. Cửa lớn của giới bếp nút đã mở rộng cửa đón tôi. Có đẹp không? Thử đi.
Không ngon, tôi cho 100 tệ. Nhìn cũng ngon đấy. Ngon, ngon, ngon. Vì tốt cho cô, ăn nhiều sẽ mập. Đừng, nào. Nào nào, ăn bánh ngọt đi. Nào, cô Mễ, mời vào. Mời mọi người, mời mọi người. Xin lỗi, mọi người vất vả rồi. Để quần áo ở phòng trang điểm, vất vả rồi. Cảm ơn. Phòng làm việc nhỏ như thế này sao? Trước đây tôi toàn đến phòng studio có danh tiếng. Cô Mễ, có những việc có thể là cô không hiểu. Studio tốt hay xấu không nằm ở kích cỡ. Cô xem, đều là nền giải xám và giải xanh. Quan trọng là hậu kỳ. Vậy thì đương nhiên rồi, nhiếp ảnh giỏi, mỗi tiếng toàn lương 6 con số. Còn anh? Cô Mễ, nhiếp ảnh gia giỏi hay dở không nằm ở giá trị cao hay thấp. Không phải giá nhiếp ảnh càng nhiều thì kỹ thuật anh ta càng tốt. Quan trọng là cái tâm. Cô yên tâm, tôi chắc chắn sẽ toàn tâm toàn ý chụp cho cô. Cô yên tâm, cô Mễ, cô yên tâm đi. Anh ấy làm việc chăm chỉ, có trách nhiệm. Hơn nữa kỹ thuật chụp ảnh của anh ấy là nhất luôn. Cho nên cô cứ việc yên tâm. Cô chính là Tiểu Đắc à? Vợ của Tiểu Diễn có phải không? Đúng vậy, sao cô biết? Cô không biết đấy. Tôi và chồng cô mới quen có mấy ngày, lúc nào miệng cũng nhắc đến cô. Chồng cô thương cô như vậy, tôi thật ngưỡng mộ. Cô Mễ, tôi chính thức giới thiệu với cô, đây là Tiểu Đắc, vợ tôi, là một người thợ make up rất nổi tiếng. Chào cô. Cô ấy theo xu hướng make up Hàn Quốc, từng trang điểm cho rất nhiều minh tinh, bao gồm cả nghệ sĩ trong giới giải trí. Lần này chắc chắn cô sẽ hài lòng. Được, vậy để cô ấy thử đi. Nào, xin mời vào trong. Alo, chị Diễn. Sau khi em chụp trong studio xong, em sẽ chuyển cảnh ra ngoài trời là được rồi. Thông báo gửi cho em rồi đó, em đọc nhé. Cái này em còn hỏi sao? Em đọc cho kỹ đi. Được rồi, chúng ta gặp nhau sau khi chụp ngoại cảnh nhé. Được rồi, cứ như vậy, tạm biệt. Sao? Vụ Mễ Thất Nguyệt có thuận lợi không? Thuận lợi mọi việc. Thật sao? Cô dùng phép thuật gì mà thuần phục được bà cô này vậy? Thật sự Mễ Thất Nguyệt cũng không phải là quá khó chịu. Chỉ cần chúng ta nhẫn nại một chút, thấu hiểu bằng trái tim, cũng sẽ rất dễ phối hợp. Thật sao? Sếp Triệu, không còn gì, tôi đi trước đây. Đi đi. Chị. Hai người quen biết, còn là chị em à? Đăng Kiều, chúng ta về phòng nói chuyện có được không? Cô ấy là chị của cô à? Sao cô ấy quen biết với sếp Triệu vậy? Ninh Hạ, rốt cuộc cô có coi tôi là bạn thân không? Cô nói, có phải là cô có ý đồ gì không? Làm sai chuyện gì rồi có phải không? Không có, tôi không biết nên nói như thế nào. Tôi đi ra hiện trường đây. Tôi bị các cô làm cho mơ hồ rồi. Tôi muốn nghe cô giải thích. Lần trước ở nhà hàng Tây, các cô tại sao lại giả vờ không quen biết nhau? Nói cho tôi nghe đi. Đăng Kiều, thật ra Tiểu Hạ là em họ của tôi. Sau khi cha mẹ của em ấy qua đời, cha mẹ của tôi nhận nuôi em ấy. Tôi cũng không ngờ duyên phận của tôi và anh lại sâu sắc đến như vậy. Em gái tôi lại là nhân viên của anh. Thật ra sở dĩ tôi không nói cho anh biết là vì tôi không mong em gái của tôi vì quan hệ của tôi và anh mà nhận được sự đãi ngộ đặc biệt ở công ty. Tôi mong em gái của tôi dùng chính thực lực của mình để đứng vững trong công ty. Là như vậy sao? Đăng Kiều, trên đời này thật ra không có nhiều thuyết âm mưu như vậy. Hôm nay tôi đến nói về nghiệp vụ. Nghiệp vụ? Chẳng phải tôi nói cho anh một bất ngờ sao? Ý gì? Quốc tế Lâm Kiều muốn đầu tư quảng cáo cho Mai Quay sao? Thật ra trên đời không có nhiều thuyết âm mưu như vậy đâu. Hôm nay em đến để bàn công việc. Công việc?
Chẳng phải em đã hứa sẽ đem đến bất ngờ cho anh sao? Ý của em là sao? Quốc tế Lan Kiều muốn làm quảng cáo trên máy quay à? Vào đi. Chị Ninh Ninh, cà phê của chị. Cảm ơn cô. Chị là chị của Ninh Hạ thật sao? Chị xinh đẹp, có khí chất, lại biết ăn mặc như thế này. Sao Ninh Hạ chẳng được điểm nào giống chị hết? Em không nói Ninh Hạ không xinh đẹp. Em chỉ Lucy, cô không sửa được thói xấu đó sao? Không có việc của cô nữa, ra ngoài đi. Cô gọi Ninh Hạ đến đây cho tôi. Ninh Hạ vừa ra ngoài chụp ảnh ngoại cảnh ở chỗ Mễ Thất Nguyệt rồi. Hay là tôi gọi điện thoại bảo cô ấy quay về nhé. Không cần đâu, cô ra ngoài đi. Thật ra giai đoạn đầu Quốc tế Lam Kiều đã quyết định sẽ chỉ đầu tư quảng cáo cho một khách sạn thôi. Nhưng mà nếu như hiệu quả tốt, họ sẽ giao hết toàn bộ kế hoạch quảng cáo kỳ tới cho chuỗi khách sạn và câu lạc bộ golf cho bên anh thực hiện. Đây là một đơn hàng lớn đấy. Rốt cuộc bà ấy muốn làm gì? Em không biết giữa anh và mẹ anh đã xảy ra chuyện gì. Nhưng làm ăn là làm ăn. Đây chỉ là một quyết định hoàn toàn mang tính chất kinh doanh. Anh nên biết, dạo này những ABB tương tự thi nhau ra mắt, tất cả đều nhắm đến miếng mồi béo bở Lam Kiều. Em không muốn anh chỉ vì tình cảm cá nhân mà bỏ lỡ cơ hội này. Huống chi, trước một quyết định quan trọng, mẹ anh vẫn nghĩ đến anh, dù sao cũng là tình cảm mẹ con mà. Anh chỉ thắc mắc, tại sao tự dưng bãi lại thay đổi thái độ? Em cũng được điều đến phòng chủ tịch rồi. Tại sao lại sai em đến bàn bạc dự án này? Chuyện này phải do bên phòng marketing bên Lam Kiều phụ trách, chứ không phải là em. Em chỉ là một nhân viên. Cấp trên kêu em làm gì, em cũng phải làm theo thôi. Còn lý do họ chọn em thật sự không biết. Nhưng nếu như đã phụ trách dự án này, em nhất định phải hoàn thành cho thật tốt. Kể cả việc vì lợi ích của công ty, nên đến giành lấy điều kiện ưu đãi tốt nhất từ phía của anh. Lucy, gọi giám đốc phòng marketing đến đây. Vâng. Đẹp lắm, cười lên nào, tốt, tốt lắm. Góc mặt này của tôi đẹp hơn, chụp bên này đi. Hiểu rồi, đẹp rồi. Gió to quá, tóc tôi có rối không? Đẹp lắm, tóc rất đẹp. Cầm cao lên nào, nhìn tôi, tươi cười lên, cảm xúc rất tốt. Được rồi, đi chỉnh lại tóc cho cô ấy. Đẹp lắm, đẹp không biểu diễn, đẹp lắm, tấm nào cũng đẹp. Vợ, trang điểm lại cho cô ấy đi. Vâng. Chị hai, chị kiếm đâu ra được người này đấy? Vừa ghê gớm vừa khó chịu, lại còn đòi hỏi rất nhiều. Có việc làm là tốt rồi. Nhưng mà chị chỉ lo Tiểu Đắc đang bầu bì như thế kia, có quá sức hay không? Em cũng lo lắm. Nhưng mà cô ấy cứ bảo có bầu phải chăm vận động, có như vậy đến lúc sinh con mới giảm bớt đau đớn. Chị yên tâm đi, em sẽ để ý đến cô ấy mà. Chị hai, chị đào đâu ra được đại minh tinh kia vậy? Đây đâu giống là cô dâu đâu, tự mình tổ chức hôn lễ. Người nhà của cô ấy đâu rồi? Chị hai, em đang hỏi chị đấy. Lúc nãy em nói đến đâu rồi? Chị mệt rồi sao? Hay là chị về nghỉ ngơi, để ở đây cho em lo. Không sao đâu, làm nốt hôm nay là xong. Ngày mai không cần phải bày đồ ra nữa. Cố lên, được rồi, chị uống nước đi. Nào nào, đã xong hết chưa? Nào, chúng ta chụp bộ ảnh tiếp theo. Soạn hợp đồng xong, bên anh sẽ liên lạc với bên Lam Kiều. Quan trọng là giá cả phía anh, bên đó có chấp nhận được hay không? Sao vậy? Sao em lại mỉm cười? Em cười là vì Quốc tế Lam Kiều rõ ràng là chỗ người nhà với các anh. Mua tận gốc, bán tận ngọn. Tại sao lại phức tạp quá lên như vậy? Không, Quốc tế Lam Kiều và Mai Quay không liên quan gì với nhau hết. Được rồi, em vào đi. Cảm ơn.
Alo. Được rồi, tôi lên ngay đây. Xin lỗi nha, giám đốc phòng marketing công ty anh kêu em lên lấy tài liệu chứng minh tài chính. Em sẽ xuống ngay. Được rồi, lên đi. Đan Kiều, em thấy hơi đói, chúng ta đi ăn trưa nhé. Em biết phía trước có một quán ăn rất lãng mạn. Không cần đâu, để anh đưa em về công ty. Sao vậy? Chắc là tại công việc mệt mỏi quá có phải không? Hay là như thế này, tối nay chúng ta đi xem kịch nói. Vừa hay dạo này có kịch nói Tứ Xuyên, anh thích xem nhất đấy. Đủ rồi. Ninh Hinh, anh muốn hỏi em một chuyện. Em tiếp cận anh với mục đích gì? Nếu anh không phải là con trai của Lưu Lan Chi, không phải là chủ của May Quay, em có còn quan tâm tới anh không? Tất nhiên là có rồi. Thế nếu như công ty của anh bị phá sản, anh chẳng còn gì hết, em còn quan tâm không? Đan Kiều, nếu như Hồng Tiểu Đậu xấu như Thị Nở, anh có còn muốn gặp mặt em không? Anh có còn hẹn gặp em nữa không? Câu hỏi của anh quá kỳ quặc. Anh nghĩ em chỉ vì thân phận của anh cho nên mới thích anh sao? Em nói cho anh biết, anh cũng chỉ là một khách hàng của em thôi, có phải không? Đan Kiều, thật ra nếu không có tập tài liệu này, nếu không có những chỗ đánh dấu bằng bút nhớ này, chắc em sẽ không trò chuyện với anh như thế này đâu. Anh nói có đúng không? Đan Kiều, anh hiểu lầm rồi. Anh nghe em giải thích đã. Mỗi việc em làm, mỗi câu em nói đều sặc mùi dối trá. Những gì em làm khiến cho anh cảm thấy rất xa lạ. Em hoàn toàn không phải là Hồng Tiểu Đậu mà anh tin tưởng, có đúng không? Em là ai? Rốt cuộc em muốn làm gì? Em là Hồng Tiểu Đậu. Tại em quan tâm anh quá cho nên mới làm như vậy. Đủ rồi. Ninh Hinh, anh muốn suy nghĩ lại đầu đuôi mọi chuyện. Rốt cuộc vấn đề của chúng ta nằm ở đâu? Giữa chúng ta có quá nhiều điều khác nhau. Em thật sự không giống Hồng Tiểu Đậu trên mạng. Thật đấy. Đan Kiều, anh cho em cơ hội giải thích có được không? Alo, Thảo Tử, anh đi xem nhạc hội cùng em đi. Được rồi, cứ quyết định như vậy nhé. Được rồi.
Hôm nay không nấu cơm à? Vâng. Hôm nay cô giúp việc không có sang đây. Cô ấy không qua chúng ta cũng không ăn luôn sao? Sao anh lắm chuyện thế? Anh đi ra ngoài mua là được rồi. Dương Lộ Lộ, em nghĩ ngôi nhà này có còn giống một ngôi nhà nữa không? Tuy nhiên, anh sống sung sướng được mấy hôm, đã quên luôn mình họ gì rồi hay sao? Đúng vậy. Nếu như em không nhắc, anh suýt cũng quên anh là họ gì rồi. Em có biết không, người trong công ty đều gọi anh là đồ ăn bám, bảo anh ăn bám nhà vợ. Sao, hay không? Anh quan tâm tới họ làm gì? Bố của em cũng coi thường anh. Anh bỏ tâm sức làm bản kế hoạch cho ông ấy, nhưng mà ông ấy còn chẳng thèm nhìn tới. Em biết ông ấy nói gì với anh không? Bố nói gì? Nói anh sau này không cần làm nhiều việc, để thời gian đó cho em. Đúng đó, tốt đấy. Dù sao tiền lương của anh vẫn nhận đủ đấy thôi. Bố thương anh, không muốn anh vất vả đấy. Anh chăm chỉ như vậy để làm gì? Người nhà của em coi là cái gì hả? Mọi người vào đi. Tuy nhiên, không phải đấy chứ. Anh tưởng bố để anh làm trợ lý chủ tịch là vì coi trọng năng lực của anh hay sao? Anh nghĩ cái gì vậy? Đừng đùa nữa. Đúng, đừng đùa nữa. Tôi đúng là một tên hèn hạ. Này, hôm nay anh làm sao vậy hả? Được rồi, tiếp theo nhóm nhạc của chúng tôi xin tặng một bài hát đến tất cả mọi người. Hy vọng là mọi người sẽ thích. Chào người đẹp, một mình em ngồi uống sao? Có thể cho tôi cơ hội được mời em một ly không? Whisky. Một ly whisky cho tiểu thư đây. Anh thấy em tâm trạng không được vui, hay là để anh đưa em đến một chỗ vui hơn, thư giãn một chút nhé. Phiền anh sau này ra ngoài tán gái, nhớ tháo nhẫn cưới ra.
Em hiểu lầm rồi, đây chỉ là đồ trang sức thôi. Em đừng đi mà, buông tay ra. Cô còn giả bộ thanh cao làm gì? Hay là cô thích ăn mặn? Đồ đàn bà khốn kiếp. Sao vậy? Cậy cao dở thói lưu manh hả? Đánh tranh chưa? Có tán gái thì lựa người chút đi. Linh Hinh, tại sao bây giờ anh mới đến? Tắt đường. Cảm ơn mọi người. Được rồi, vậy thì hôm nay ngoài những ca khúc chúng tôi hát tặng cho mọi người, chúng ta cùng nhau chơi một trò chơi có được không? Được. Vậy tiếp theo tôi sẽ nhắm mắt lại. Mọi người hãy nhìn ngón tay của tôi. Khi tôi chỉ vào một cặp ở đây, họ sẽ trao nhau một nụ hôn. Có được không? Được. Nào, chúng ta hãy cùng xem cặp đôi đó là ai nhé. Chuẩn bị. Chính là hai bạn. Hôn đi nào, hôn đi nào, hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi. Cho tôi qua. Nhường đường một chút. Tiểu Hạ, Tiểu Hạ, Tiểu Hạ, tránh ra, tránh ra. Tiểu Hạ, định đổi chỗ khác mời tôi một ly sao? Tại sao tôi phải mời? Là vì ban nãy tôi vừa ra tay làm anh hùng cứu mỹ nhân. Không phải việc của anh nên làm mà. Anh nợ tôi quá nhiều rồi. Đúng, là tôi nợ cô. Chuyện đã qua lâu lắm rồi, vẫn chưa buông bỏ được sao? Tuy nhiên, đến bao giờ anh mới thôi tự hảo đi? Đúng, tôi là một kẻ tự hảo. Cô và cái gã con trai chủ tịch quốc tế Lam Kiều, tên Triệu Đăng Kiều có phải không? Đúng là một cặp trời sinh đấy. Tuy nhiên, anh tự chọn tổ chức hôn lễ ở Lam Kiều, rồi mời tất cả bạn học đến. Chẳng phải là muốn làm tôi mất mặt, muốn tôi nhục nhã hay sao? Sao vậy? Bây giờ thấy tôi có được mối tốt hơn, cho nên anh khó chịu có phải không? Không còn việc gì nữa thì tôi về đây. Để tôi lái xe đưa cô về. Anh có xe rồi sao? Tôi phải chúc mừng anh đấy, tuy nhiên. Nhưng cũng vẫn phải nói, tôi và anh, anh lúc nào cũng sống tốt hơn tôi. Lấy được vợ vừa đẹp vừa giàu, đỡ phải phấn đấu thêm mười mấy năm. Tôi thấy anh bây giờ còn chẳng cần phấn đấu nữa. Nhưng mà anh nghĩ kỹ đi. Sống bằng cách chà đạp lòng tự trọng của mình cũng không có sung sướng gì đâu. Ngoài cái giấy kết hôn với Dương Lộ Lộ có viết tên anh ra, còn nhà, xe và tiền không có cái nào ghi tên anh hết. Ở bên ngoài vui quá không thèm về nhà nữa sao? Về nhà ngay. Bia của anh chị đây. Cảm ơn cô.
Hạo Tử, anh làm sao thế? Từ nãy đến giờ mặt cứ dài thường thường. Anh đáng ghét như vậy sao? Từ lúc ra khỏi nhạc hội, dù không ai bắt chúng ta hôn nhau nữa, nhưng mà em cũng đâu có cần né tránh anh. Xem anh nói kìa, tình huống lúc nãy mọi người cứ thi nhau thúc giục, còn chẳng biết họ có đưa ra yêu cầu nào quá đáng hơn không. Này, anh uống từ từ thôi. Được rồi, hôm nay em mời. Hạo Tử, cho em xin lỗi, có được không? Anh đâu cần em xin lỗi. Người anh quan tâm là em. Lúc nào anh cũng quan tâm đến em. Nhưng em thì sao? Em coi anh là cái gì? Cần thì gọi đến, không cần thì đuổi đi à? Em có nghĩ đến cảm xúc của anh không? Hạo Tử, anh đừng có như vậy mà. Cho em xin lỗi, anh đừng có giận nữa. Em thích Triệu Đan Kiều, có đúng không? Anh đã từng nói rồi, thế giới ảo và đời thực hoàn toàn khác nhau. Tên Triệu Đan Kiều đó là một gã con nhà giàu, ngạo mạn ở đời thực. Hắn không bao giờ thích em. Em tỉnh táo lại đi. Anh đừng có nói nữa. Em không hề, không hề có bất cứ ảo tưởng nào với anh ta. Tiểu Hạ, xin em hãy tin anh. Anh thích em. Anh sẽ chăm sóc cho em cả đời. Hãy tin anh. Hạo Tử, chúng ta là những người bạn tốt của nhau. Tại sao Ninh Hạ lại có mặt ở nhạc hội đó? Cô ấy là ai? Và Ninh Hinh là ai? Trái tim mình để ý đến ai?
Đại thiếu gia, đã mấy giờ rồi, có để cho người ta sống nữa không? Ngồi đi. Tôi đang rất khó hiểu. Gần đây tôi rất hay mơ, mơ thấy Từ Lộ, nhưng tôi không nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô ấy. Cô ấy càng lúc càng xa tôi. Tôi thật sự rất sợ ngày nào đó Tôi sẽ quên mất cô ấy. Đăng Kiều, buông bỏ đi. Chuyện đã qua nhiều năm như vậy rồi, cậu cũng nên bước ra khỏi ám ảnh thôi. Tôi tin cho dù Từ Lỗ trên trời có linh thiêng, cô ấy cũng không muốn thấy cậu ủ rũ chán chường như vậy đâu. Cậu thật sự nên bắt đầu một cuộc sống mới đi. Người tôi gặp trong mơ là Từ Lộ, nhưng người tôi nắm lấy tay lại là Ninh Hạ. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, từ Hồng Tiểu Đậu đến Ninh Hinh rồi đến Ninh Hạ. Càng tiếp xúc nhiều với họ, tôi càng thấy khó hiểu hơn. Giống như mọi người đều đeo mặt nạ đi dự hội vậy, không biết đâu là thật, đâu là giả. Vậy đừng dùng mắt để nhìn, mà hãy dùng trái tim của cậu để phân biệt, để cảm nhận. Phải, cậu nói đúng. Được rồi, đừng uống nữa. Chờ tôi một chút. Vào đi. Không sao, không sao. Tôi đi thang bộ để tăng cường sức khỏe. Vào đi. Tôi có chuyện muốn hỏi cô. Chào buổi sáng. Hai người đợi tôi đấy à? Cảm ơn nhé. Đi thôi. Đừng nhìn tôi, đừng nhìn tôi, đừng nhìn thấy tôi, đừng nhìn thấy tôi mà. Ninh Hạ, tối qua cô làm gì vậy? Đi ngủ thôi. Đi ngủ. Tan giờ làm về rồi đi ngủ luôn. Ngủ một mạch đến tận sáng nay. Đúng thế, tôi ngủ sớm cho đẹp da. Vậy cô... À quên mất, giám đốc Triệu, tôi còn có việc phải làm, tôi đi trước đây. Ninh Hạ, cô ở đâu lúc 8 giờ tối đến 10 giờ tối ngày hôm qua? Tôi uống rượu cùng với bạn. Cùng với bạn trai sao? Giám đốc Triệu, chính anh nói không được soi mói đời tư của người khác mà. Đây là chuyện riêng của tôi, anh không được soi mói. Đi xem đại nhạc hội sao? Tôi nhìn thấy cô rồi. Mà nói cho tôi biết, có phải tối hôm qua cô đến đó không? Tôi đi thì đã làm sao? Với lại, anh định quản lý cái chuyện sau khi tan giờ làm sao? Hay là anh thấy tôi vẫn chưa đủ cố gắng? Không sao, sau này ngày nào tôi cũng tăng ca, được chưa? Ninh Hạ, đến phòng làm việc của tôi ngay lập tức. Cô còn nhớ nhóm nhạc My Little Airport không? Tối hôm qua cô đi xem nhạc hội. Sao cô lại đến đây? Là bởi vì tối hôm qua cũng rảnh mà. Đúng lúc chị tôi cho tôi vé đi xem, cho nên tôi đi xem luôn.
Cô ấy từng nói với tôi, cô ấy rất thích nhóm nhạc My Little Airport. Nhưng mà chị của cô không hề quan tâm đến đêm nhạc của nhóm My Little Airport. Lẽ nào người nói câu đó lại là cô? Giám đốc Triệu, tôi không hiểu anh đang nói gì. Ninh Hạ, hãy nhìn vào mắt của tôi. Rốt cuộc cô là ai? Cô là Hồng Tiểu Đậu có phải không? Giám đốc Triệu, tôi thực sự không hiểu anh nói gì. Tôi có chuyện, tôi đi đây. Triệu Đăng Kiều, nickname anh Thụ Động, tổng giám đốc công ty Mayway, con trai của chủ tịch công ty quốc tế Lam Kiều đã lên sàn chứng khoán. Anh sinh năm 1987. Sau khi mối quan hệ với mẹ của anh bị rạn nứt, anh đi du học ở Canada cùng với bạn gái. Sau đó một mình anh về nước xây dựng công ty mạng của riêng mình Mayway. Trong thời gian du học ở Canada, bạn gái của anh đã qua đời trong một vụ tai nạn xe. Kể từ đó, anh chìm đắm trong sự dằn vặt tự trách, hơn nữa cũng dần dần khép mình hơn. Linh Hinh, em định nói chuyện gì? Em không định nói gì cả. Em chỉ muốn hiểu anh hơn thôi. Mấy năm qua, em đem tất cả đau khổ, hạnh phúc, buồn phiền kể hết cho anh nghe. Nhưng anh lại như một cái hốc cây, luôn bao dung em, an ủi em, nhưng lại chưa từng tâm sự với em bất cứ câu chuyện nào về anh. Thật ra lúc em biết anh Thụ Động của tôi là một người đi xe sang, ở nhà đẹp và có tiền, em thật sự rất lo lắng. Em thấy bản thân quá tầm thường, đến mức không xứng với anh. Đăng Kiều, chính vì như vậy cho nên em mới thu thập mọi thông tin về anh, như thể đang điều tra thông tin khách hàng vậy. Tất cả những gì em làm chỉ vì muốn hiểu anh nhiều hơn, giống như anh hiểu rõ về em hơn. Đăng Kiều, em biết đến hôm nay anh vẫn hoài nghi về em, nghi ngờ thân phận của em. Nhưng cho dù như thế nào, hôm nay có thể nói ra được những lời này với em cũng đủ rồi. Sau này em hứa sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện này nữa. Linh Hinh, anh xin lỗi. Đăng Kiều, em biết anh vẫn chưa thể nào bước ra khỏi quá khứ đau thương đó. Nhưng có thể để em được ở bên cạnh anh cho đến lúc anh quên đi những điều không vui trong quá khứ. Em thật sự không quan tâm chỉ làm bạn qua mạng với anh. Hãy để em làm bạn gái của anh có được không? Đang trong giờ làm việc, hôm khác hãy nói. Được. Em đến đây đưa anh giấy xác nhận hợp đồng. Cảm ơn em đã lặn lội đến đây. Bên anh tí xong sẽ cho người đưa sang bên đó để anh tiễn em xuống dưới. Không cần đâu, em nhờ Ninh Hải dẫn xuống cũng được. Chị em cũng có chuyện cần phải nói. Em nghĩ chắc anh đã nhận được thư mời dự tiệc của Hiệp hội Du lịch rồi có phải không? Bên công ty Lam Kiều đã cử em đi dự. Nếu như có thể, em làm bạn đồng hành của anh nhé. Được. Em đi đây. Tiểu Hạ, môi trường làm việc của công ty em tốt thật. Được làm việc ở đây đúng là hạnh phúc.
Được rồi, không cần tiễn chị đâu. Quay về làm việc tiếp đi, chị tự về được rồi. Chị, từ bé đến lớn, em luôn coi chị là chị ruột của em. Em thật sự hy vọng chị được hạnh phúc. Nếu như chị thấy Triệu Đăng Kiều là người mang lại hạnh phúc cho chị, chị có thể cố gắng, cố gắng yêu anh ấy nhiều hơn có được không? Để anh ấy yêu chị, để người anh ấy yêu là Ninh Hinh, chứ không phải là Hồng Tiểu Đậu. Em sợ nếu như anh ấy cứ hỏi em mãi, em sẽ nói thật hết mọi chuyện. Tiểu Hạ, hôm nay em làm sao vậy? Em không sao. Chị, em còn có việc, không tiễn chị được nữa. Em đi trước đây. Thật ra tôi và anh Thụ Động chẳng là gì của nhau cả. Chúng tôi có với nhau những ký ức tốt đẹp, thế nhưng chỉ là ở trong tâm mà thôi, hoàn toàn chưa từng thể hiện bằng hành động nào. Anh Thụ Động, tôi thích ăn món cơm niêu nhất. Bên trong có thịt, có rau, có cả cơm, giá lại rẻ. Anh Thụ Động, tôi thích nhất là bộ phim 2046. Con gái ai cũng thích mơ mộng như vậy sao? Đúng vậy, mơ mộng giúp thế giới có thêm những gam màu khác nhau. Tôi biết một rạp hay chiếu những bộ phim nghệ thuật. Nếu như có cơ hội gặp nhau, tôi sẽ dẫn cô đi xem. Đúng rồi, bên mé đối diện rạp chiếu phim có một nhà sách cực kỳ thú vị. Thú vị như thế nào? Bọn họ chuyên bán những món đồ xuất hiện trong những bộ phim. Nắm bắt thị trường nhanh như vậy sao? Vậy thì có cả chiếc bút màu. Bọn họ chuyên bán những món văn phòng phẩm từng xuất hiện trên phim hay ho vậy sao? Có nghĩa là sẽ có loại bút giống với mã lương, với những quyển sổ giống như sổ trong Dinos. Sản phẩm chính của họ là cục tẩy giống như trong cục tẩy xóa đi ký ức. Mua cục tẩy sao? Những cái này chỉ là giả thôi có đúng không? Sao lại như thế được? Cô xem, vạch kẻ đầu tiên này là để thể hiện số điện thoại cùng với địa chỉ của người ấy. Dùng đến vạch này có thể đảm bảo rằng cô sẽ quên hết những điều đó. Còn vạch kẻ thứ hai này là để thể hiện ngày sinh nhật và số giày và những thói quen của người ấy. Khi dùng đến vạch này, cô sẽ quên hết tất cả những điều đó. Vạch kẻ thứ ba là tên của người ấy. Có điều, có rất ít người có thể dùng cục tẩy đến vạch này, cho nên về cơ bản cũng không mấy ai để tâm đến chúng. Thế còn vạch thứ tư thì sao? Vạch kẻ thứ tư là tâm trạng của bạn khi yêu người ấy. Rất khó có thể quên đi được điều này, cũng dễ làm nhen nhóm lại lửa lòng. Có điều cô cũng không cần quá để tâm, bởi vì khi dùng đến vạch thứ hai là cô đã chìm đắm trong tình yêu mới rồi. Nào, mua một cục đi. Anh Thụ Động, tôi sẽ quên anh đi. Vợ à, em thích quần áo như thế nào thì hãy nói với anh.
Hôm nay anh vừa nhận được lương. Em thì cần gì phải mua quần áo? Bụng của em càng ngày càng to ra rồi. Bây giờ có mua thì sau này cũng không mặc được, lãng phí lắm. Chồng ơi, hay là chúng ta đi xem quần áo cho con đi, xem có gì đẹp không. Vợ ơi, em đúng là thiên sứ mà ông trời đã ban cho anh. Đương nhiên rồi. Nào, đi xem thôi. Anh xem cái này có đẹp không? Lisa đó, em thích nhất là cô ấy. Cái này đẹp thì đẹp thật, nhưng mà con chúng ta là trẻ sơ sinh, làm sao mặc vừa cỡ to như vậy? Cái này hình như phải đến 2-3 tuổi mới mặc được thì phải. Đúng rồi, em đúng là vừa mang bầu đã ngốc luôn rồi. Vậy không xem cái này nữa. Vấn đề là khi em chưa mang bầu cũng đâu có thấy em thông minh đâu. Đi đi, đi xem. Dễ thương quá. Chồng ơi, anh mau qua đây. Anh xem này, cái này được đó. Vợ ơi, nếu như em thích thì mình mua đi. Nhưng chẳng phải cái này được đóng trong hộp sao? Như vậy chúng ta đâu thể nào xem được chất liệu bên trong. Không thể nào. Ngày mai là phải tổ chức lễ đính hôn rồi. Tại sao anh ta lại đi cùng với một cô gái khác? Bây giờ chẳng phải là nên ở chỗ tổ chức hay sao? Liệu có phải là mình bị qua mắt hay không? Lạ thật. Anh làm sao vậy? Như người mất hồn ấy. Không sao, không có gì. Anh vừa nhìn thấy một người quen. Có điều chắc là anh đã nhìn nhầm rồi. Em vừa nói gì vậy? Em nói cái này được đấy. Có điều là để hết trong hộp như thế này, không sờ được xem chất liệu như thế nào. Chúng ta đi tìm nhân viên đi, giúp chúng ta mở ra coi như thế nào. Vợ ơi, em đúng là vợ hiền dâu thảo, kỹ tính quá đi. Đúng rồi, chẳng phải ngày mai là hôn lễ của mẹ Thất Nguyệt sao? Hôm nay anh không cần đến đó xem sao à? Ở đó có người của công ty tổ chức hôn lễ. Nhiệm vụ hôm nay của anh là làm sứ giả 100% cho vợ của anh. Đi thôi, chúng ta đi tìm nhân viên. Thích thật đấy. Nhìn đi, héo hết rồi. Đổi đi. Tôi đã nói biết bao nhiêu lần rồi, phải dùng bóng bay màu trắng. Tại sao các cô vẫn dùng màu hồng vậy? Cô mẹ à, chúng tôi sẽ giải quyết hết, nhanh thôi. Ngày mai nhất định sẽ giải quyết hết. Còn nữa, Tiểu Hạ, cảm ơn cô đã chuẩn bị cho tôi lễ đính hôn hoàn hảo như vậy. Đây là việc tôi nên làm mà. Tối nay cô nhớ nghỉ ngơi cho thật tốt, để đảm bảo ngày mai có thể đạt được trạng thái tốt nhất. Tôi sẽ nghe theo lời của cô. Về nhé. Mau làm việc đi. Mọi người vất vả rồi. Cố gắng lên, cố gắng lên. Chị Tiểu Đắc, chị Diễn về rồi sao? Chị, khách quý nha. Ba mẹ đâu? Đang nấu cơm, đang bận sao? Vậy để em giúp một tay. Hai người cứ nói chuyện đi. Em từ từ thôi. Ngồi đi, sắp có cơm rồi. Chị à, hôm nay chị lại về nhà sao? Chị chuyển về nhà ở rồi, không được sao? Được chứ, được chứ. Chẳng phải chị sống ở khách sạn đó sao? Công việc được điều chỉnh rồi, không cần phải trực lệnh 24/7 nữa, cho nên chị chuyển về nhà. Thế chỗ chị hai thì sao? Chỗ em ấy nhỏ như vậy, làm sao bằng ở nhà được? Vậy chị ấy biết chuyện chị chuyển về nhà chưa? Vẫn chưa kịp nói với em ấy. Chị, có phải là hai chị cãi nhau không? Này, có phải là em mới đổi nghề sang làm nhà báo không? Sao hỏi nhiều thế? Chẳng phải gì quan tâm đến chị sao? Mẹ, chị Diễn, qua đây, mọi người về hết rồi, mau qua ăn cơm thôi. Hôm nay mẹ làm món vịt kho, ngon hảo hạng đi. Dân dân, nào chị, qua đây, nhanh lên, ngồi vào bàn thôi. Ăn cơm, ăn cơm. Thơm quá. Tiểu Đắc, mau ăn thử món thịt viên mẹ nấu cho con đi. Để con xem thử. Thế nào, có ngon không? Ngon lắm. Món chân giò kho mẹ con nấu ngon hơn, hay là món thịt viên kho mẹ nấu ngon hơn? Mẹ, hai món ăn khác nhau, làm sao mà so sánh được? Ăn đi, ăn nhiều vào. Chị à, gần đây chị không về, có những chuyện chị không biết được. Bây giờ mẹ đang tranh sủng với mẹ vợ của em. Cái gì? Đâu có, Tiểu Đắc.
ăn nhiều rau vào. Mẹ, món thịt viên kho này mẹ nấu là ngon nhất. Tiểu Đắc, nào, ăn cái này đi. Được rồi mẹ, cái này tốt lắm, con mau ăn đi. Mẹ, mẹ có thiên vị thì cũng đừng có quá đáng như vậy. Lâu như vậy con mới về nhà, dù thế nào mẹ cũng nên quan tâm con một chút chứ. Con còn dám nói nữa sao? Lúc chuyển ra ngoài là ai đã nói sau này sẽ không quan tâm đến Phan Diệt Dân nữa. Nuôi con gái là nuôi con nhà người ta, chỉ có con dâu mới là con nhà mình thôi. Đúng rồi, dạo này sức khỏe của mẹ như thế nào? Vẫn kiên trì ra quảng trường khiêu vũ chứ? Có chứ, ngày nào mẹ cũng đi. Em làm gì vậy? Bắn đầy ra bàn rồi. Em xin lỗi, em xin lỗi. Chị à, em thật sự không chịu nổi khi người khác nhắc đến chuyện ra quảng trường khiêu vũ. Chị có biết tại sao không? Chuyện này có điểm cố đấy. Trước đây mẹ chúng ta và mẹ vợ em đã từng cãi nhau về chuyện này. Thật sao? Chuyện này mà cũng tranh cãi được sao? Mẹ vợ nó chỉ giỏi nói linh tinh. Lần đó chỉ vì không thống nhất được ý kiến, vì chuyện chọn nhà hàng mà bà ấy đã công kích mẹ. Bà ấy nói là mục đích mẹ đến quảng trường khiêu vũ là để quyến rũ mấy ông già. Cho nên mẹ đã cãi nhau với bà ấy ngay lúc đó. Cày ngay không sợ chết đứng. Có phải là thật đâu mà bà lại nổi đoá lên như vậy? Cái ông già này, ông có ý gì hả? Nhìn cái dáng vẻ rụt đầu rụt cổ của ông kìa. Mấy chục năm nay tôi cũng nhịn được rồi. Tôi làm sao chứ, đã già như thế này rồi. Còn có người thứ ba, còn ngoại tình gì nữa? Có đáng cười không? Thôi được rồi, bà vẫn còn đẹp như ngày xưa, được chưa? Sao Tiểu Hạ không về thế? Chị hai con đấy à? Bây giờ chị ấy bận bù đầu bù cổ luôn. Bây giờ chị ấy đang phải đối phó với một khách hàng cực kỳ khó tính, phải giúp cho cô ta chuẩn bị lễ đính hôn. À đúng rồi, có chuyện này em phải hỏi chị. Ví dụ là chị, nếu như chị phát hiện ra người yêu của bạn thân chị ngoại tình, thì chị có nói với người bạn đó không? Phải nói chứ. Còn thấy là không nên nói. Đầu tiên, em có chắc chắn rằng điều em nhìn thấy là toàn bộ sự thật không? Chưa dám chắc mà đã đi đưa chuyện là hành vi rất thiếu trách nhiệm. Thứ hai, chuyện ngoại tình là chuyện gây tổn thương rất lớn tới người kia. Cho dù không chia tay thì chuyện tình cảm của hai người cũng sẽ rạn nứt hoàn toàn, cho nên không thể nói được. Con xem con, phân tích cho người khác thì rất là rõ ràng, mà sao trong chuyện của bản thân lại hồ đồ như thế? Đi yêu một thằng như thằng tùy nhiên. Mẹ, nếu như chưa được so sánh thì làm sao đánh giá được sự tốt xấu? Mọi người cứ chờ mà xem, người bạn trai mà con dẫn về lần tới nhất định sẽ khiến cho mọi người ngạc nhiên. Sao, có bạn trai rồi à? Làm nghề gì vậy? Gia thế như thế nào? Con đói quá, con còn đang bận ăn. Bà bớt nói vài câu đi. Chỉ cần người mà Ninh Hinh đưa về là một người đàn ông, vậy là được rồi. Nói cái gì vậy? Đương nhiên cũng cần phải lương thiện, chính trực, đáng tin và đẹp trai nữa. Anh Thụ Động, sau khi trải qua những chuyện này, anh có còn lắng nghe Hồng Tiểu Đậu tâm sự như trước đây nữa không? Tôi cũng giống như anh, đều là những người cô đơn. Tôi thật sự rất nhớ những ngày tháng chúng ta từng an ủi lẫn nhau. Tối mai có một buổi tiệc, muốn mời cô làm bạn đồng hành cùng tôi. Alo, Lucy. Tiểu Hạ, cô có biết nhà giám đốc ở đâu không? Có, tôi có biết.
Tối nay anh ấy phải tiếp khách, uống nhiều rượu quá, bây giờ ngủ luôn rồi. Tôi cũng không biết nên đưa anh ấy về đâu nữa. Cô mau qua giúp tôi đi. Được rồi, cô ở yên ở đó chờ tôi nhé. Cô nhanh lên đi. Xe. Ôi, nhanh lên, nhanh lên. Ôi mẹ ơi, mau nhét anh ta vào xe đi. Không cần lo cho tôi có xe. Đừng nói nữa, mau vào trong đi. Vào trong nhanh lên. Hai người nhớ cẩn thận đó. Được rồi. Triệu Lột Gia, anh đừng hễ có việc gì là gọi tôi ra có được không? Ngoài công việc ra, tôi còn có cuộc sống riêng nữa. Hơn nữa, nếu cứ như thế này để người khác hiểu lầm thì không tốt chút nào. Tôi chưa từng vui như thế này. Bây giờ chúng ta đi đâu uống tiếp đây? Trời ơi, Triệu Lột Gia, anh phiền thật đấy. Cảm ơn, cảm ơn nhé. Chẳng phải là cô giỏi ăn nói lắm sao? Không thể chịu nổi. Cô nói cái gì vậy? Tôi đâu có nói gì đâu. Mau ngủ đi. Tôi đói rồi. Cô có đói không? Không, tôi không đói. Thịt bò viên. Đói quá đi mất. Mình muốn về nhà. Đói quá đi mất. Mình cần về nhà. Thịt bò viên. Mình phải về nhà. Alo, chị Diễn. Alo, chị hai, chị đến đâu rồi? Chị tới ngay đây. Nhanh lên chứ, đã mấy giờ rồi. Chị đừng có quên hôm nay chị là phù dâu đấy. Chị biết rồi, em yên tâm đi. Chị hai, không phải chị vừa mới dậy đấy chứ? Chị, làm sao có thể như thế? Chị đang ngồi xe rồi đây này. Cậu cẩn thận chứ, làm tôi hết hồn. Alo, chị hai, em không nói chuyện với chị nữa. Bây giờ em đang bận lắm. Tốt nhất là chị nên đến đây nhanh lên. Tất cả tại cái tên Triệu Lục Gia đó. Cứ ép mình phải tăng ca. Sao chị hai em vẫn chưa đến nhỉ? Chị gọi điện cho cô ấy rồi. Cô ấy bảo như thế nào? Bảo là sẽ đến ngay. Thế sao bây giờ vẫn chưa đến? Tiểu Hạ, chị hai, chị đi đâu thế? Sốt ruột chết đi được. Có chuyện gì vậy? Tôn Bắc Phương vẫn chưa tới, cũng không chịu nghe điện thoại. Chị hai, em có linh cảm không tốt. Đừng có nói bậy. Nhanh lên, nhìn xem, đây là cái gì? Đây là cái gì hả? Hôm nay phải làm như thế nào? Vào trong xem sao. Đây có phải là loại khăn trải bàn mà tôi chọn không? Thứ mà tôi muốn đặt là khăn trải bàn có họa tiết hoa cúc theo phong cách retro. Còn đây là cái gì vậy? Tiểu Hạ, cô xem đi, mấy cái khăn trải bàn này có nhìn được không cô mẹ? Đừng vội, những thứ này trong thời gian ngắn sẽ không chuẩn bị được. Hay là đợi lúc đám cưới dùng có được không? Cái gì mà đợi đến lúc đám cưới chứ? Cả đời tôi chỉ định đính hôn có một lần thôi, tại sao lại thành ra như thế này? Còn nữa, tại sao bây giờ Tôn Bắc Phương vẫn chưa tới? Đừng lo, để tôi đi gọi điện thoại. Nhanh lên, mau gọi điện thoại đi. Thế nào rồi? Hay là cô đọc địa chỉ của anh ấy giùm tôi? Cô có chứ? Có, tôi có. Để tôi gửi cho cô. Cô đừng sốt ruột. Lucy, cô trông chừng một lát nhé. Tôi gửi rồi. Cô mau đi đi. Được rồi, tôi đi trước nhé. Nhanh lên, chị hai, chị cẩn thận đó. Nhanh lên. Nhanh lên cái gì? Nhanh lên, kể cho tôi nghe một câu chuyện cười.
Tôi sốt ruột quá, không chịu được nữa. Cô Mễ, cô mà khóc thì sẽ trôi hết lớp trang điểm đấy. Tôi biết mất 4 tiếng đồng hồ mới trang điểm xong. Không được khóc, không được khóc. Lucy, chị mau kể chuyện cười đi, để tôi nhất thời không nghĩ ra được chuyện gì hết. Vẫn chưa kể sao? Vậy để em kể. Nói tiếp chuyện cũ. Ngư công rời núi. Ông trời không cho ngư công rời núi, thỉnh được hai vị đại thần ngăn cản ngư công. Không còn cách nào khác, ngư công đành cầu cứu trí giả. Trí giả lấy một pháp bảo, kết quả đuổi được hai vị đại thần đi. Hỏi, trí giả lấy ra pháp bảo gì? Cái gì vậy? Đáp án là cà phê đó. Có biết tại sao lại là cà phê không? Tại sao? Tại vì cà phê giúp lấy lại tinh thần. Cô Mễ, cô mau nhìn tôi đây này. Cách ăn cà phê mới, tôi học theo chị hai tôi đó, cực kỳ ngon luôn. Tôi dốc cho cô một ít nha. Để tôi dốc cho cô ăn. Tôi không cần, lỡ như làm bẩn mất lễ phục của tôi thì phải làm sao? Hơn nữa bây giờ ăn vào sẽ bị dính ở răng làm đen xì thì xấu lắm. Cô xem, cô còn biết cà phê sẽ làm dơ lễ phục. Cô khóc đến mức này rồi, trôi hết lớp trang điểm. Đi, tôi lên đó cùng với cô, chúng ta dặm lại lớp trang điểm cho thật đẹp. Đúng rồi, mau đi dặm đi. Đúng rồi đó, đi thôi, nhanh lên. Nào, chúng ta đi thôi. Chị Lucy, chị trông chừng đấy nhé. Được rồi, em đi đi. Đi chậm thôi, cô Mễ. Buổi lễ đính hôn sắp bắt đầu rồi, tại sao anh vẫn còn ở đây? Cô không cần phải nói nữa, tôi sẽ không đi đâu. Anh nghe tôi nói đây, cho dù giữa hai người có mâu thuẫn gì thì chúng ta cũng cần phải đến hiện trường để giải quyết. Anh bỏ đi như thế này thì Mễ Thất Nguyệt phải sống như thế nào? Tôi nói cho anh biết, trước đây chị gái của tôi cũng đã từng bị chồng chưa cưới quỷ hôn ngay tại đám cưới. Chuyện này gây nên những tổn thương không thể bù đắp cho chị ấy. Cho dù như thế nào anh cũng phải đi cùng với tôi. Cô không cần phải nói thêm nữa. Cô chỉ là đơn vị tổ chức hôn lễ chứ không phải là nhân viên hòa giải. Hơn nữa, có tổ chức hôn lễ được hay không, cô đều thu được tiền. Chuyện này không liên quan đến tiền mà là vấn đề về trách nhiệm. Anh là một người đàn ông, không thể không có chút tố chất nào như vậy được. Cô đừng nói nữa, tôi cũng không muốn nghe. Tôi đi đây. Này, tránh ra. Tôn Bắc Phương, anh nghe tôi nói đã. Anh nghe tôi nói cho cô biết, cô không thể thuyết phục được tôi đâu. Tôn Bắc Phương, tránh ra đi. Xin chào, xin mời vào trong. Xin chào. Xin chào. Sốt ruột quá, tại sao vẫn chưa tới? Cảm ơn. Gần đây tôi thật sự thấy không phục Đan Kiều. Kỹ năng chơi bóng của tôi còn không bằng hắn. Cậu có biết không, thật không thể tưởng tượng nổi. Gần đây cậu sao vậy? Cậu cứ thua thêm vài lần nữa thì sẽ quen thôi. Đan Kiều, vị này chính là Hồng Tiểu Đậu trong truyền thuyết đây sao? Nghe danh đã lâu, xem ra anh ấy đã nói xấu tôi rất nhiều lần trước mặt anh. Triệu đại công tử, còn không giới thiệu cho mọi người biết sao? Tôi quên mất, đây là Ninh Hinh. Xin chào cô, xin chào. Chỉ có như thế thôi sao? Có đúng bốn chữ như thế thôi sao?
Cô ấy là Ninh Hinh. Lúc cậu giới thiệu với tôi, đâu có đơn giản như thế đâu. Mọi người có hứng thú nghe xem Đan Kiều đã giới thiệu cô Ninh đây với tôi hay không? Có. Thật sao? Nào, cầm giúp tôi. Trước khi tôi gặp được cô ấy, tôi cảm thấy mấy năm nay cô ấy là người hiểu tôi nhất. Người được chia ra thành nhiều tầng lớp, có những người thì giống như là khói bụi bay lơ lửng trên bề mặt, còn có những người lại giống như là một bữa ăn ngon đi vào đến dạ dày của bạn. Sự thấu hiểu của cô ấy với tôi giống như là một viên thuốc cảm cúm hòa tan trong máu rồi được đẩy về tim, giống như là... Xem ra tôi đã nói quá nhiều. Cô Ninh, cô ở đây một lát chăm sóc cho cô ấy nhé. Tôi đi coi sao. Rất vui được làm quen với cô. Gặp được mọi người tôi rất vui. Đan Kiều, cậu làm sao vậy? Tôi lắm lời quá có phải không? Không phải như thế, chỉ là tôi cảm thấy thật sự có vấn đề. Có lẽ không phải là cô ấy. Cậu nói linh tinh cái gì vậy? Không phải cô ấy thì là ai? Chẳng phải cậu đã từng gặp cô ấy sao? Được rồi, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Xin lỗi nhé, tôi qua đó coi sao. Được rồi, quay lại cùng với tôi đi. Nếu không thì không, chờ một chút đã. Đan Kiều, cô Ninh, hai người đang nói chuyện như vậy. Không có gì. Hay là như thế này, hai người nói chuyện đi. Tôi đi vệ sinh một lát. Đan Kiều. Cô Ninh, cô đừng để bụng. Đan Kiều chính là như vậy đó. Bề ngoài thì lạnh nhạt, nội tâm thì ấm áp. Thực ra cậu ấy rất quan tâm đến cô. Mong là như vậy. Đương nhiên rồi. Mỗi lần cậu ấy nhắc đến cô đều vô cùng vui vẻ. Đã bao giờ Đan Kiều nói với cô, phần mềm mà cậu ấy dùng để nói chuyện với cô là một trong những dự án cậu ấy khai thác hồi còn đi du học, nhưng đã ngừng cung cấp ngay sau đó. Hiện giờ chỉ có một người dùng duy nhất là cô. Cậu ấy vẫn duy trì máy chủ suốt 4 năm chỉ vì một mình cô. Đan Kiều đã từng chịu nhiều tổn thương, chuyện đó đã kích rất lớn đến cậu ấy, cho nên rất khó để có thể bắt đầu lại. Có điều chỉ cần cậu ấy nghiêm túc, cậu ấy sẽ vô cùng chuyên tâm. Cô Ninh, cho cậu ấy thêm một chút thời gian. Cảm ơn anh. Không có gì. Nào, hoan nghênh cô đến tham dự bữa tiệc của chúng tôi. Vậy cô cứ tự nhiên nhé. Tôi qua với bạn của tôi một chút. Vâng. Cô Mễ à, cô đừng quá lo lắng. Tôi không lo lắng làm sao được. Chị hai tôi đã đi tìm Tôn Bắc Phương rồi. Tôi nói cô nghe, cô đừng quá hoang mang mà. Chị hai tôi gọi. Alo, anh Ninh Chí Diện có phải không? Đúng vậy. Ninh Hạ là chị của anh có phải không? Đúng vậy. Có chuyện gì vậy? Xin lỗi, anh không thể đính hôn với em được. Anh nói rõ ra đi. Bệnh viện nào? Anh gửi địa chỉ cho tôi. Cô Mễ, cô Mễ, cô mau tỉnh lại đi. Cô Mễ, alo, tôi qua ngay đây. Anh chờ một chút nha. Cô Mễ. Cảm ơn anh đã đưa bạn đến. Chơi vui vẻ nhé. Cảm ơn. Đan Kiều, lâu lắm không gặp. Đan Kiều, không định giới thiệu bạn anh sao? Cô ấy là bạn mà tôi quen hồi đi du học. Xin chào, tôi tên là Jessica. Chào cô, tôi là Ninh Hinh. Cô thật hạnh phúc đấy, yêu được Đan Kiều. Trước đây khi chúng tôi còn đi du học, có rất nhiều bạn nữ theo đuổi cậu ấy, nhưng mà không ai thành công. Có điều hôm nay khi nhìn thấy cô, tôi mới hiểu ra, thì ra kiểu phụ nữ mà cậu ấy thích phải là người nho nhã và gợi cảm như vậy. Mọi người, buổi tối hôm nay vui vẻ như vậy, chi bằng bản nhạc đầu tiên này, hãy mời Đan Kiều của chúng ta cùng nhảy với cô Ninh đi, có được không? Được. Phiền cô một chút, đừng khách sáo. Ừ.
Đan Kiều, sao nhìn anh có vẻ không thích tôi lắm? Cô có phải cô ấy không? Nói cho tôi biết, cô có phải Hồng Tiểu Đậu không? Chuyện này quan trọng đến thế sao? Đúng vậy, đương nhiên là quan trọng rồi. Đan Kiều, anh phải biết rằng trên mạng thì tôi là Hồng Tiểu Đậu, nhưng trong cuộc sống tôi là Ninh Hinh. Anh không thể chỉ thích mỗi tôi ở trên mạng mà không chịu chấp nhận tôi trong cuộc sống thật. Ninh Hinh, tôi thấy rất khó nghĩ. Thật đó. Tại sao? Bởi vì tôi không hiểu gì Ninh Hinh. Có lẽ người mà tôi biết chỉ là Hồng Tiểu Đậu. Đồng thời tôi biết là tôi thích và dựa dẫm vào cô ấy. Anh cần hiểu rằng cuộc sống trên mạng và cuộc sống thật sẽ có những khác biệt nhất định. Nếu ngay cả chút khác biệt này anh cũng không chịu chấp nhận, thì anh có tư cách gì nói chuyện thích hay không? Đan Kiều, tôi đã nghĩ kỹ rồi. Tôi hiểu được trái tim mình. Tôi thật sự rất thích anh. Triệu Đan Kiều, Hồng Tiểu Đậu nhà cậu đỏ hết cả mặt lên rồi. Còn không chịu tới luôn đi. Đúng rồi đó, nhanh lên đi. Thật không ngờ sếp Triệu của chúng ta còn biết đỏ mặt. Alo, sếp Triệu có chuyện rồi. Vị hôn phu của mẹ Thất Nguyệt trốn mất rồi. Cô ấy bị ngất và đã được đưa đến bệnh viện. Tôi biết rồi, cô cứ bình tĩnh, đừng quá lo lắng. Tôi đang có chút việc cần giải quyết. Cô đi thông báo với Ninh Hạ đi, bảo cô ấy xử lý. Tiểu Hạ cũng có chuyện rồi. Sao, sao chứ? Xin lỗi, tôi còn có việc, tôi phải đi trước. Đan Kiều, Đan Kiều. Xin lỗi, xin lỗi. Thật sự rất xin lỗi, tôi có chuyện gấp, cần phải đi ngay. Hai người gọi xe khác nhé. Đó là xe của chúng tôi mà. Số điện thoại mà bạn đang gọi hiện giờ đang bận. Bắt tay. Còn bao xa nữa? Còn khoảng 2-3 km nữa. Nếu như không tắt đường thì chỉ mấy phút nữa là tới. Nếu như có tắt đường thì cũng không nói trước được. Không được xuống xe ở đây. Tuy nhiên rốt cuộc anh muốn cái gì nữa? Tôi nói cho anh biết, Ninh Hinh này sẽ tìm được một người biết trân trọng tôi hơn, đáng được yêu hơn. Tôi nhất định sẽ sống hạnh phúc hơn anh. Anh cứ đợi đến lúc hối hận đi.
Chờ đã, chờ tôi với. Xin lỗi. Cô Ninh, trùng hợp thế, cô vẫn chưa đi sao? Chỗ này gọi xe hơi khó, hay là để tôi tiễn cô một đoạn nhé. Cảm ơn anh. Cẩn thận đó. Y tá, y tá. Bệnh nhân nữ hơn 20 tuổi bị ngã cầu thang, vừa được đưa đến cấp cứu, tên là Ninh Hạ. Cô ấy ở phòng 213. Cảm ơn. Ninh Hạ, cô ấy thế nào rồi? Có nguy hiểm không? Bị thương ở đầu và chân. Ngày mai có phim chụp mới biết được có bị chấn thương não bộ không. Anh Hạo Tử, có chuyện gì vậy? Chiều nay chị ấy đi tìm một người, cuối cùng bị ngã từ cầu thang xuống. Từ khi vào công ty của các người, Ninh Hạ chưa được yên, cho dù chỉ là một ngày. Anh ra ngoài cho tôi. Anh Hạo Tử, chuyện này không liên quan gì đến giám đốc Triệu. Đây là bệnh viện, anh đừng kích động. Hay là chúng ta ra ngoài trước đi, đợi cho hai tỉnh lại, tôi sẽ thông báo cho anh đầu tiên có được không? Mau đi đi. Giám đốc Triệu, anh Hạo Tử là vì quá thương chị hai, cho nên có chút nóng vội, xin lỗi anh nhé. Tình hình Mễ Thất Nguyệt như thế nào rồi? Chị Lucy đang trông chừng cô ấy. Được rồi, để tôi qua đó coi sao. Sếp Triệu, tình hình thế nào rồi? Đã kiểm tra toàn diện, mọi thứ đều bình thường. Có lẽ là do quá đau lòng, hoặc là mệt mỏi quá độ gây nên tình trạng hôn mê kéo dài như thế này. Thật không thể nói trước được điều gì. Vốn là một chuyện hạnh phúc, bây giờ lại trở thành một tấn bi kịch. Có điều hiện giờ cô ấy như thế này cũng thật đáng thương. Tối nay cô vất vả rồi. Đúng rồi, Ninh Hạ như thế nào? Đến bây giờ vẫn chưa tỉnh. Thật khiến cho người ta lo lắng. Tôi sẽ đợi đến khi cô ấy tỉnh lại. Anh Dương, nghe nói anh là bác sĩ tâm lý. Nói chuyện với anh, có chữa được tâm bệnh cho tôi không? Xin lỗi nhé, bác sĩ Dương tan ca rồi. Ngồi đối diện với cô bây giờ chỉ là một người bạn bình thường của cô thôi. Cô Ninh à, cô không cần phải thấy căng thẳng. Tôi không biết thuật độc dị, cũng không có chức năng nhìn thấu người khác. Chỉ khi con người có thể chân thành với nhau thì mới có thể có tâm linh tương thông được. Anh thật sự có thể đối xử chân thành với tất cả mọi người sao? Đương nhiên không phải là đối với tất cả mọi người, nhưng mà ít nhất là với những người tôi quan tâm thì tôi nhất định sẽ làm được. Ví dụ như là Triệu Đăng Kiều, hay chúng tôi là bạn từ nhỏ. Trước mặt đối phương, chúng tôi sẽ không thể che giấu được nội tâm của mình. Có những lúc chỉ cần một ánh mắt, chúng tôi có thể nhìn thấu nhau, suy nghĩ thật sự trong lòng của đối phương là như thế nào. Bác sĩ Dương, rốt cuộc thì Đăng Kiều là người như thế nào vậy? Muốn tìm hiểu về một người, trước hết cô phải hiểu được chính bản thân của mình. Chính bản thân mình sao? Có thể nhìn ra được cô Ninh là một người có quá khứ. Thế nhưng có lẽ chính bản thân cô cũng không biết rằng thứ cô muốn có rốt cuộc là cái gì. Ví dụ như là tại sao cô lại thích Triệu Đăng Kiều.
Ninh Hinh, Hinh, Hương Chi Diễn, Vấn Giả Giả. Tên của cô nghe rất hay. Cô Ninh, cô có tin giữa người và người có tâm linh tương thông không? Chuyện quyển hoặc như thế, tôi thậm chí còn chưa từng nghĩ đến. Cho nên cô nhất định là một cô gái rất có lý trí. Có điều nếu như lý trí quá thì sẽ không thấy được mặt đáng yêu của vấn đề. Cô Ninh à, tôi rất mong có thể được làm bạn với cô. Tôi cũng tin rằng tôi sẽ trở thành một người bạn đáng tin, biết lắng nghe và biết giữ bí mật. Nếu như cô có chuyện gì tâm sự ở trong lòng, tôi rất mong tôi có thể giúp đỡ được cô. Cảm ơn anh. Cô xuống trước đi. Mẹ, dạo này mẹ như thế nào? Vẫn là bệnh cũ tái phát. Ban đêm hay ngủ mơ và đổ mồ hôi trộm, không ngủ được. Mẹ phải cẩn thận. Còn nữa, con quyết định từ bỏ cô Ninh Hinh mà trước đây con chọn, bởi vì con đã có mục tiêu phù hợp hơn.